là phòng đồ chơi của Chi Chi nè cô chú. Rất là bừa bộn luôn. Đây có cái bánh bao nè mọi người. 80.000 một hộp á. Mua 2 hộp. Rồi chị mặc áo vô lẹ lên. Chị chuẩn bị đi học nè ông bà cô chú ơi. Hôm nay thì ba về rồi, hôm nay thứ 6, ba mới về khuya hôm qua luôn. Sáng nay ba sẽ chở chị đi học, mình đỡ một công đoạn là sẽ không có cần phải đưa đi taxi hay là lo lắng cái việc mà đi xe đạp. Chị nó thích cái áo này dữ lắm luôn nè. Được không? Đưa đây mẹ giúp cho. Nào quay qua đây mẹ coi ra đẹp chưa? Ở đây coi. Ngay chị cao rồi tao ơi, mặc cái áo nhìn nó cao nhọng lên trên luôn kìa. Ở đây coi. Xin chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú. Đứng yên, con nhảy giống con khỉ quá. Nói lại, xin chào ông bà cô chú. Xin chào cô bà cô chú. Gài một cái nút chính giữa thôi, nút chính giữa này nè. Đó, đúng rồi. Không chụp mẹ luôn hả? Muốn không mẹ hả? Không không? Ơi ơi, không có chạy lên đây nha. Cái giờ trời ơi, trúng cái mặt mẹ luôn rồi. Rồi chị bye bye bà cô chú chị đi học đi. Đi. Chị nói bye bye bà cô chú chị đi học. Ê trời ơi. Chơi. Bye. Đây là phòng đồ chơi của Chi Chi nè cô chú. Rất là bừa bộn luôn. Hôm nay mình sẽ dọn dẹp cái phòng này cho Chi. Hôm bữa đi cửa hàng nội thất IKEA đó, mình cũng có mua một cái kệ tủ này để đồ chơi cho Chi nè. Nhưng mà bữa trước thì ba Chi chỉ ráp được cái kệ kia thôi, không có đủ thời gian. Hôm nay sẽ ráp luôn cái kệ này cho mình. Cái kệ này thì người ta làm bằng ván ép mọi người, không phải là bằng gỗ thật. Cái kệ này là khoảng hình như là 2.4 triệu á. Những cái này mình mua về xong rồi người ta có sách hướng dẫn cho mình đó. Rất là dễ làm mọi người. Mình làm cũng được nữa. Nhưng mà cái này làm xong rồi không có khiêng đi nổi. Cho nên là phải nhờ Tony. Tại vì nó cũng hơi nặng đó mọi người. Đã ráp cái tủ xong rồi nè cô chú. Bây giờ thì đặt vô cái phòng này. Xong rồi mình sẽ dọn đồ chơi vô cái tủ này. Xong rồi nè cô chú. Nhìn cũng đỡ hơn thôi chứ cũng chưa có được gọn lắm đó mọi người. Đây ở trong đây vẫn còn một cái nguyên một cái thùng đầy đồ chơi nè. Cái thùng này là nguyên cái thùng đầy đồ chơi ở trong đây luôn. Nếu mà lấy cái này ra, nhưng mà bây giờ không có biết để chỗ nào, nhà cũng hết chỗ để. Lấy cái thùng này ra là cái phòng nó sẽ trống hơn một chút xíu. Nhưng mà không có chỗ để mọi người. Cho nên là để đó luôn, đồ chơi dưới đây Chi vẫn còn chơi. Khi nào mà Chi thích cái nào thì nó cứ mở lên là lấy thôi. Nó quá trời luôn, đây là một cái thùng này chơi đồ nấu ăn của Chi nè, cái bếp ở đây. Ở bên đây thì có cái này để học nè. Có âm thanh luôn. Cái tủ này ba Chi ráp xong đem vô đây thì mình cũng đã dọn đồ chơi. Những cái thùng này nè là mình mua ở IKEA luôn đó. Cái thùng này cũng mua ở IKEA luôn. Đây. Dọn vô đó hết rồi đó. Sách truyện tranh gì của Chi mình để vô đây. Vẫn còn nữa nhưng mà vừa chỉ mới dọn được có bao nhiêu đây thôi mọi người. Để khi nào rảnh thì mình sẽ làm tiếp. Đây là những cái thùng đồ chơi này chưa có khui ra nữa nè. Đó. Giờ khui ra nữa là không có chỗ để cho nên là cứ xếp lên đó đi. Khi nào mà chơi cái nào thì mở lấy ra, chơi xong thì dẹp cho cái thùng lại, bỏ lên đó. Cái chỗ này còn trống nữa nè, mình tính là để cái chỗ này để thêm sách đồ vô trong đây nữa, sách chuyện gì của Chi á. Giờ tạm thời là như vậy là cũng gọn hơn lúc sáng rồi đó cô chú. Cái phòng này là cái phòng mà để cái giường đôi này nè, có ai đến chơi thì ngủ. Với lại cuối tuần á là hai anh của Chi đến đây ở một ngày, cho nên là cái phòng này là để cho hai anh ngủ nè. Rồi Chi với quá nhiều đồ chơi đi, cho nên là để qua phòng của anh luôn. Tại vì bình thường á hai anh không có ở đây, cho nên là để ở đây luôn nè. Hôm nay là hết xong hết một ngày rồi đó các bạn. Một ngày là không có làm được cái gì, chỉ dọn dẹp thôi đó. Dọn dẹp bao nhiêu đó đó.
Rồi ở đây là cái phòng tắm. Nó cái kệ mình lắp xong rồi mình để trong đó đó mọi người. Cái kệ cũng để dầu, dầu gội, sữa tắm, với lại một cái ngăn là để đồ chơi của Chi nè, để khăn. Nhìn nó cũng chưa có gọn nữa, mình vẫn chưa có vừa ý đâu. Nhưng mà nó cũng đỡ như vậy đi mọi người. Tại vì cái nhà mình nó cũng không có được rộng lắm đó. Nó nhìn vô nó cũng chóng mặt quá trời đồ luôn. Hôm nào mình rảnh mình sẽ dọn ra những cái nào mình không xài thì mình bỏ bớt đi cho nó trống bớt các bạn. Chứ nhìn nhiều rối mắt dữ lắm luôn. Xong rồi đó. Hai mọi người, bây giờ mình đang chuẩn bị đi shopping, đi siêu thị để mua đồ ăn. Hôm nay là thứ 6 rồi. Sau khi mình đi siêu thị xong thì mình sẽ đi đón Chi Chi luôn nha cô chú. Đây có cái bánh bao nè mọi người. Đây cũng có cái quầy sushi ở đây nữa nè. Đây là những cái đồ ăn trưa hoặc là ăn sáng đó. Teacher. Mình đã mua xong rồi nè mọi người, bây giờ đang chờ tính tiền. Cái này là tuần sau Tony đi công tác, cho nên mình mua ít. Chứ là thường nếu như mà Tony làm việc ở nhà là mua đầy cái xe này luôn đó mọi người. Chị có gì cho mẹ? Chị có gì cho mẹ? Chị đi học gì nè cô chú, chị chào ông bà cô chú ơi. Open it then, babe. Chị chào ông bà cô chú ơi. Bữa nay chị đi học vui không? Chị nó nói là nó có cái gì cho mẹ nè cô chú, để xem chị có cái gì cho mẹ đây. Cái gì á? Đâu? Mày coi thiệp mời hả? Thiệp hồng hả? À cái hình chi vẽ. Đâu đưa mày coi cái chi vẽ gì? Chi vẽ gì đây? Trái tim á hả? Trời trái tim, mày cảm ơn Chi nha. Mình ở đây siêu thị về nè mọi người. Ô, cái này là đồ ăn cho một tuần đó. Quá trời quá đất luôn. Trái cây nè. Cái này là salad, salad để cho Tony ăn trưa hoặc là ăn sáng đó. Đây mình có mua được một cái bánh bao nữa nè mọi người. Cái bánh bao này về hấp lại ăn. Đây là lần đầu tiên mình thấy cái siêu thị Tây này mà bán bánh bao luôn á, chứ hồi trước giờ là không có thấy bán bánh bao luôn. Chai giấm nè, chai giấm này để trộn salad hoặc là để xịt xịt vô khoai tây để ăn đó. Khoai tây. Trái cây cũ vẫn còn cho nên hôm nay mình mua bao nhiêu trái cây này thôi. Để cái trái cây qua bên đây chứ. Cái thanh cô nè mọi người, mình thấy cái thanh cô này rẻ quá chừng, một cái hộp này có 1.50 đồng à, là khoảng 45.000 tiền Việt Nam mình đó. Còn cái bông cải xanh này nè mọi người, có khoảng 10.000 thôi, 10.000 hai cái này nè. Trái dưa leo này cũng khoảng 20.000 trái dưa leo. Cái món này là để ăn tráng miệng nè mọi người, xịt vô cái nước sốt này nó ăn rất là ngon luôn. Bánh mì, kính thưa các loại bánh mì luôn. Mình thì ăn bánh mì này nè, cái bánh mì màu nâu, còn ba Chi Chi thì ăn bánh mì trắng. Bánh mì cũng có hai loại mọi người, một cái loại là bánh mì mỏng, cái lát mỏng ha, và một cái loại là bánh mì lát dày đó, cho nên là mua hai loại luôn. Bánh mì này nữa nè, bánh mì mà giống như có chocolate ở trong ruột á, này để cho ăn sáng. Cái này anh trai của Chi á thích ăn cái này nè, cho nên là mua để ngày mai hai bạn đó qua ăn. Còn đây là bánh mì xong người ta làm sốt bơ với tỏi đó mọi người, xong rồi mình về mình để vô lò nướng á, mình nướng lại 10 phút nữa là ăn rồi. Đây cái này ăn trưa hoặc là hôm nào mà không có nấu ăn nhiều á thì mình làm cái này, mình ăn cái này thêm với thịt gà mà ta làm sẵn đó. Một cái trái cà tím này 30.000 nè mọi người. Cái bịch hạt điều này 60.000, nhỏ xíu à nha, có 150 gram thôi.
sữa organic này coi Chi Chi nè. Sữa này là mình uống trà, có rất nhiều loại sữa luôn, sữa này để uống cà phê. Ở nhà vẫn còn sữa cho nên là mua ít thôi đó, mua cái bình nhỏ rồi đó chứ bình thường là mua bình lớn. Còn cái này mình mua nước dừa để mình kho thịt ăn. Chai dầu ô liu nè, chai dầu ô liu này cũng 200 mấy. Cái sữa thì bao nhiêu mình không nhớ, nhưng mà cái nước dừa này là khoảng 90.000 một cái bình này nè mọi người. Cái bình 1 lít nè, bình giấy đó. Khoai tây chiên, khoai tây chiên này người ta cắt to đó, rất là ngon luôn. Mà cái này không biết bao nhiêu, tại lúc nãy ba chi lấy nè. Cái phô mai này mình rất là thích luôn, phô mai này để trộn cà chua ăn nè mọi người. Nãy mua cái này là khoai tây này, người ta làm tươi nè, không có đông lạnh. Còn cái khoai tây lúc nãy là đông lạnh. Hai hộp này là cho hai bản ăn, là một hộp khoảng 30.000 đó. Đây, ba chi mua hai hộp luôn nè. Cái hộp này là thịt gà nè mọi người. Thịt gà người ta lăn bột, người ta chiên sẵn rồi đó. Xong rồi đem về khi nào mình ăn, người ta kia là nấu 14 phút à. Để là nướng 14 phút. Kiểu như hâm nóng cho nó giòn lại chút xíu là ăn. Cái này cũng khoảng 80.000 một hộp á. Mua 2 hộp nè. Cái này cánh gà. Hồi tuần trước mình không ăn cánh gà, tuần này mình sẽ mua. Mua số mua cánh gà gì mình làm cánh gà chiên nước mắm. Có bún nữa nè. Bún gạo. Đây là con cá sea bass. Sea bass này không biết tiếng Việt gọi là gì ta, cá chẽm phải không mọi người? Cái này cá này làm sẵn lóc xương luôn rồi, một con này là khoảng 90.000 á con này. Lạc xưởng này rất là ngon mọi người, lạc xưởng tươi nè, người ta dồn, người ta có để vô đây những cái tỏi tiêu nè với những cái lá thơm đó. Rồi mình giờ mình để vô lò nướng hoặc là mình chiên cũng được, ăn ngon lắm. Thịt xông khói, ba chi tuần nào cũng mua thịt xông khói. Hành hôm nay mình thấy hành giảm giá nha. Hành giảm giá là một cái bó này là khoảng 10.000 đó, mình mua hai bó chứ bình thường là mắc hơn. Đây, ở bên đó. Đây là cái đó là đồ ăn thôi đó, còn bên đây là trái cây nè mọi người. Trái cây với lại mấy cái chậu này là chậu rau nha. Cái này là bạc hà. Cái này là ngò rí. Còn cái này là parsley nè, giống như lá quế vậy đó. Nhưng mà kiểu lá quế không phải lá quế của Việt Nam. Cái mùi nó khác cái lá quế của mình. Cái này để mình trộn xà lách với cái phô mai với cà chua đó, ăn ngon lắm. Với lại mua thùng nước cái thùng bia cho ba chi nữa. Tuần sau là ba chi đi công tác từ thứ ba cho đến thứ sáu mới về đó mọi người. Cho nên là mình mua bao nhiêu đó, chứ nếu như mà ba chi ở nhà thì sẽ mua nhiều hơn nữa. Là mua nhiều thịt cá đồ ăn hơn, sẽ mắc hơn. Tuần này chỉ có hai mẹ con ở nhà thì bao nhiêu đó là cũng gần hết 4 triệu rồi đó mọi người. Cái đó là ở trong tủ lạnh mình vẫn còn đồ ăn đó nha. Mình vẫn còn tôm, cá. Cho nên là mình đã không có mua nhiều rồi đó. Chứ tuần nào mà ba chi ở nhà là một tuần là phải 6 triệu trở lên tiền đồ ăn thôi đó mọi người. Ở bên này chi phí rất là đắt luôn. Từ hồi năm ngoái là đã đắt hơn rồi đó. Chi phí đồ ăn đã lên giá sau cái mùa Covid nữa đó mọi người. Đây vẫn còn một cái hộp kẹo ăn chưa có hết nữa nè. Ba chi vừa đi siêu thị về là đã đi mua đồ ăn rồi mọi người. Bữa tối nay không có nấu ăn. Tối nay ảnh muốn ăn cái món tàu đó, những cái món Trung Quốc đó. Nên là ảnh đi mua rồi. Ảnh kêu là khỏi có nấu ăn gì hết á. Bánh kẹo ở trong đây quá trời luôn. Cái khoai tây này mình cũng để đông lạnh luôn nè. Mình để trong tủ lạnh, khi nào mình cần ăn nó thì mình để vô lò nướng mình nướng. Cái khoai này nướng 20 phút mọi người. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp xong hết những cái này, xong rồi sẽ chuẩn bị muỗng nĩa đồ ba chi về là sẽ chuẩn bị ăn tối đó mọi người. Đây nè cô chú, ba chi đã mua về rồi. Một hộp mì xào này thì được một cái dĩa cho chi, là một cái dĩa cho mình cũng rất là nhiều thịt luôn. Cái hộp này là khoảng 150.000 đó mọi người, 150.000 đồng đó. Mà rất là
rất là nhiều thịt, giống như là mì xào Singapore vậy đó, rất là thơm.